Chào các bạn, video này sẽ là video tổng hợp một số câu hỏi ngắn và câu trả lời trong chung cuộc. Câu hỏi đầu tiên, thế nào là sự mất cân bằng? Thì sự mất cân bằng ở đây đó là bất kỳ cái sự không tương xứng nào về hai vị trí tương ứng gọi là sự mất cân bằng. Các bạn hãy tạo ra sự mất cân bằng nếu nó có lợi cho các bạn và không tạo nếu nó gây ra bất lợi cho các bạn. Câu hỏi thứ hai đó là các loại mất cân bằng đây là gì? Thứ nhất đó là mất cân bằng về cấu trúc tốt. Thứ hai đó là về không gian. Thứ ba là về vật chất, là về quân đấy. Thứ tư đó là sự kiểm soát các cái cột mở hoặc là các cái ô vuông tiền đồn. Thứ năm đó là cái tốc độ phát triển quân. Và thứ sáu đó là sáng kiến. Sáng kiến ở đây thì nó chỉ là mang tính chất mất cân bằng tạm thời thôi. Câu hỏi tiếp theo đó là kế hoạch là gì? Kế hoạch ở đây tức là chúng ta sẽ làm cho các cái vị trí hay là các quân cờ của chúng ta nó ở các cái ô vuông tích cực. Câu tiếp theo là sự khác nhau giữa quân tượng tốt và quân tượng xấu. Quân tượng tốt ở đây là quân tượng nó không bị khóa bởi những cái quân tốt. Còn đâu quân tượng xấu đó là nó bị khóa bởi những cái quân tốt, nó cùng màu với quân tượng đó. Câu tiếp theo đó là ba cách để biến quân tượng xấu thành quân tượng tốt đó là gì? Thứ nhất đó là chúng ta sẽ đổi quân tượng với một quân nào đó mà nó có giá trị tương như quân tượng, ví dụ như là quân mã hay là ba tốt, chúng ta có thể đổi quân tượng xấu đó. Thứ hai đó là di chuyển cái quân tốt cùng màu ra khỏi vị trí quân tượng. Và cuối cùng đó là di chuyển quân tượng ra ngoài cái chuỗi tốt đó. Câu tiếp theo đó là làm thế nào để quân mã phát huy toàn bộ sức mạnh. Ở đây chúng ta có là quân mã đứng ở hàng thứ tư thì nó sẽ mạnh ngang với quân tượng. Đây là đang xét với cờ trắng. Nếu đứng ở hàng thứ năm thì nó sẽ mạnh hơn quân tượng. Và đứng ở hàng thứ sáu thì nó sẽ mạnh ngang với quân xe. Câu thứ bảy đó là nguyên tắc Stennis để đánh bại quân mã là gì? Câu trả lời là chiếm tất cả các loại ô vuông mà nó mang lại lợi thế cho quân mã. Nghe hơi chung chung đúng không nào? Câu tiếp theo là nếu đối thủ có hai quân tượng, các bạn nên làm gì? Có hai cách, đó là cách thứ nhất thì các bạn đóng các cái vị trí mà quân tượng nó có đường phát triển. Và cách thứ hai đó là các bạn có thể đổi một quân tượng, lấy tượng của các bạn hoặc là mã, cách nào cũng được. Câu tiếp theo đó là tại sao hai quân tượng thì luôn mạnh hơn hai quân mã, hoặc là hạ một tượng một mã? Câu trả lời đây là chúng ta được biết là mỗi quân tượng thì nó hoạt động trên một cái đường chéo khác nhau. Thì hai quân tượng ở đây nó hoạt động trên hai đường chéo khác nhau, nó là một cái sự bổ sung hoàn hảo cho nhau. Cũng giống như là đi thi tốt nghiệp ấy, mà một thằng giỏi văn rốt toán ngồi cạnh thằng giỏi toán rốt văn ấy, thì đấy, nó là một cái sự kết hợp hoàn hảo. Còn đâu về hai quân mã thì nó phối hợp với nhau sẽ không được tốt như hai quân tượng. Các bạn có thể chiếu hết với hai quân tượng rất là đơn giản, còn chiếu hết với hai quân mã hay là một mã một tượng thì nó khó hơn rất là nhiều. Câu tiếp theo đó là tại sao có đủ tốt kiểm soát trung tâm thì lại là điều tốt? Ở đây thứ nhất đó là nó chiếm được một cái vùng không gian. Và thứ hai đó là nó tạo cái điều kiện thuận lợi cho các quân khác phát triển. Câu tiếp theo đó là làm gì khi mà đối thủ có đủ tốt kiểm soát khu trung tâm? Thì ở đây câu trả lời đó là chúng ta phải tìm ra được cái điểm yếu của đối phương, sau đó thì tấn công nó và dùng toàn bộ sức mạnh chúng ta. Câu tiếp theo đó là có phải tốt chồng lúc nào cũng là xấu hay không? Thì câu trả lời là không. Bởi vì tốt chồng trong nhiều trường hợp thì nó tạo ra cái cột nửa mở và nó có thể kiểm soát những cái ô vuông quan trọng. Cái này thì tùy từng ván đấu chúng ta có thể xem xét cái lợi thế này. Câu tiếp theo đó là làm thế nào để có thể sử dụng cái quân tốt cô lập ở cột D tốt nhất? Thì đó là khi nó, giả sử như quân tốt ở ô D4
thì nó sẽ kiểm soát được OE5. Thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cách là chúng ta có thể đưa quân mã vào chiếm cái OD5, có quân mã được tốt bảo vệ rất là mạnh. Và để chống lại nó thì chúng ta sẽ, với bên đen thì chúng ta sẽ dùng xe, trước đó thì phải khóa cái quân tốt ở cột D lại, không cho nó tiến lên, bằng những cái quân tốt ở cột C hoặc là cột E. Câu hỏi tiếp theo đó là liệu xe ở cột mở có phải luôn là tốt hay không? Thì câu trả lời là không. Xe ở cột mở nó chỉ tốt, xe tức là quân xe chiếm được cột mở ấy, nó chỉ tốt khi chúng ta có thể dùng cái cột đó để tiến vào cái vùng không gian của địch. Hoặc là cái quân xe đó nếu nó không ở vị trí đó thì đối phương có thể sử dụng cái cột đó để tấn công chúng ta. Thì đấy chính là lý do mà quân xe ở cột mở sẽ tốt. Còn lại nếu nó không phục vụ hai cái mục đích này thì xe chiếm cột mở cũng chưa chắc đã là tốt.